tay tôi là một cây Gibson J45, tôi vừa lấy lại được của từ người bạn. Anh ấy cất trong hộp rất lâu rồi, nhưng mà thực ra so với thời tiết ở Việt Nam này thì tôi thấy là nếu để được một cây đàn được bình thường, không cong quanh như cây này từ năm rất là lâu rồi, thì thực sự là không biết từ năm nào nữa. Đây này, series nó là 91370009, thì chắc là từ 8191 gì đấy, nhưng mà cần vẫn thẳng và tất cả mọi phím đều trơn tru. Phát ra nó rất lạ từ cây đàn thì tôi cũng nghiên cứu, nhưng mà thực tế thì sao chuẩn nó thì bạn nghe qua những âm thanh này.
phím tôi thấy là rất là êm. Với cả đánh ra Gibson nó hơn tất cả các đàn khác, bởi vì cái kinh nghiệm rất lâu năm của Gibson là chỉ nghiên cứu để làm sao cho người chơi dễ solo, dễ bend dây nhất. Không giống như mấy hãng như Martin hay Taylor thì họ làm, đa số họ sẽ làm cái Riot là nó thẳng. Nhưng mà Gibson này thì nó sẽ cong hơn nhiều và chúng ta sẽ dễ bend dây hơn.